Rồi. Chào mọi người. Thì giờ mình sẽ phân tích mọi người thêm cái những cái màu liên quan tới hệ đỏ. Đỏ giống như là 7 7.6 nè, 8.6 nè, thấy không? Mình cho dễ hiểu đi. Là 5 6 6.6, 7.6, 8.6. Không? Đỏ tím tức là 5.62, 7.62. Không, là 6.62. Hay là 8.62 đó. Còn tím đỏ, tím đỏ là ví dụ 5.26, 5.6.26, 7.26 gì đó. Đó là tím đỏ. Thì những cái hệ này là về hệ đỏ. Và hệ đỏ này nó đi chung được với ai? Nó đi chung đỏ thì đi chung với tím là đỏ tím. Đỏ đi chung với vàng là sẽ ra đồng. Được chưa? Rồi, hàng đỏ này nó sẽ đi chung với hàng đồng đỏ nữa cũng được luôn. Rồi. Đó, hàng đỏ này đi chung với hàng tím nhiều là tím đỏ, như là hàng đỏ đi chung với hàng cùng cái hệ đồng nó. Cùng cái hệ đỏ của nó là ok. Còn nó đi chung với hàng ngược khác là khác. Nên cái hàng đỏ này muốn nhuộm những cái màu màu vàng đó chứ, màu trong lạnh với màu vàng với màu nâu thì bắt buộc phải lấy hàng này ra. Phải à? Còn hàng đỏ này tất nhiên là gì, nó sẽ kỵ nhất là cái hàng xanh nha, nên cái hàng này nó sẽ không nhuộm được cái nền tóc màu xanh. Muốn cái tóc nền xanh muốn nhuộm đỏ là phải lấy xanh ra. Cái tóc hàng đỏ muốn nhuộm xanh buộc phải lấy đỏ ra nha. Rồi từ đó nhuộm cái cách nhuộm những cái màu này, thì riêng cái hàng đỏ này á thì nó rất là mau bay, rất mau phai. Thì hàng đỏ nó sẽ bay ra hàng đồng đỏ, nó sẽ bay ra hàng đồng, nó sẽ bay ra hàng đồng vàng, nó sẽ bay ra hàng vàng đồng. Có nghĩa là cái hàng đỏ này nó sẽ bay dần 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 qua. Thấy chưa? Còn cái hàng đỏ tím cũng vậy luôn, nó sẽ phai dần 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 ra. Nên khi đó thì khuyến khích mọi người nha, là mọi người nhuộm cái liên quan tới hàng đỏ đỏ tím này bắt buộc mọi người phải làm nền nó mới bền. Vậy đối với hiện thời mọi người nhuộm những cái màu đỏ này thì cái nền tóc nào mà liên quan tới cái chữ đỏ trong đó không, thì mọi người nhuộm rất là ok. Giống như hàng tông 5 là có đỏ nè, tông 6 là có gì, có đồng đỏ nè, tông 7 là có đồng nè, được chưa? Thậm chí tông 8 là có gì, vàng đồng đúng không, nó có ẩn của nó đó. Đó thì nó có như này. Thì nên cái tóc của mình sẽ nhuộm đẹp nhất được chưa, là 5 6 7 là nhuộm nguyên một cái đống này là ok nhất. Yeah. Ví dụ hiện thời mọi người cứ đưa cái nền tóc hành tông 5 thì nhuộm được nguyên cái hệ này, quá quá đẹp luôn. Nhuộm tông 6 đến được tông 5 rồi nha, nhuộm tông 6 là lấy cái hệ này nhuộm cũng quá đẹp luôn. Cộng mít đỏ nhiều thêm. Được chưa? Rồi, ví dụ cái nào mà làm tới đưa cái nền này nhuộm cái này cũng đẹp luôn. Yeah. Vậy tóm lại thì mọi người phải gì? Muốn nhuộm những cái hệ đỏ đỏ tím tím đỏ này bắt buộc mình phải làm nền đi cho nó đẹp nha. Nền rồi, khi làm nền mọi người phải nhớ tới màu lót. Màu lót của hàng đỏ là lót tím nha. Màu đỏ muốn bền phải có màu tím trong đó. Ví dụ hiện thời cái tông hiện thời 10 tông 7 đi ha, rồi mọi người muốn nhuộm cái màu 6 hay 7 6 6 đi, 6 6 thì mọi người lấy màu 6 7 6 6 để cho cộng với là 0 6 6 cộng với là mít tím. Hàng này 100 g, hàng này 20 g, tím 10 g. Bảo đảm mọi người ra là đỏ ánh tím nó sẽ đẹp hơn cái màu đỏ bình thường của mình. Và nó cực kỳ lâu bay luôn. Còn tôi nói rồi, ngay cả nóng lạnh gì hết, anh chỉ có bỏ tôi 10 g mít áp vô. Không ảnh hưởng gì hết. 10 g nha. Có nhiều người hỏi anh ơi bỏ cái gì ạ? Hiểu không? Nó trung hòa. Tại vì trong hàng áp này có tím nè. Hiểu không? Hàng tím đi chung với hàng đỏ là ok rồi, nó sẽ trung hòa. Cái tóc của mình cái màu đỏ nó đậm lắm, chắc lắm, nên cái hàng áp là đi hầu như là đi bất kỳ một cái màu nào cho hàng áp vô ok hết, ít nha. Đó, vậy từ đó mọi người thấy vậy không? Ví dụ cái tóc hiện thời mọi người làm tông 3 đi đó, thì mọi người phải lót vô nè, lấy 0 0 0 cộng với lại mít đỏ
gọi là mít tím đúng không? Đó, cộng với 9% nhuộm cái tóc này lên thành tông 6 hoặc 7, rồi lấy cái này công thức này nhuộm vô. Tôi ghi mọi người không nhìn thấy được nhưng mọi người sẽ nghe nhiều đoạn người hiểu. Có nghĩa riêng hàng đỏ tím đỏ này rất là dễ bay màu. Được chưa? Nên anh chị đừng có nhuộm tắt. Tại vì nhuộm tắt phải xài oxy cao, phải xài màu cao thì nó dễ bay. À. Rồi nói tóm lại là làm nó cùng độ sáng của màu muốn nhuộm. Rồi lấy màu muốn nhuộm cộng với màu mít màu muốn nhuộm. Được chưa? Rồi, cộng với chút xíu màu ash vô. Hoặc cộng một xíu màu tím vô. Nhuộm là bao. Vậy từ đó chúng ta ra công thức rất dễ thôi. Tóc hiện thời tông 3. Nha, khách muốn nhuộm màu 6.62. Nha, hãy lấy 000 cộng với oxy 6%. Nha, cộng với lại 0.45. Nha, thằng này 100g, thằng này 100g, thằng này 20g chẳng hạn đi. Đó, rồi đưa cái tóc này lên thành tông 6. Xả sạch hết. Lấy 6.62 cộng với lại 0.66 cộng với 0.22 là tím á. Thằng này 100g, này 20g, thằng tím 5-10g. Rồi oxy 6% đập phát một lên đường bao đẹp. Được chưa? Là xong. Nhớ không? Bây giờ từ cái hệ này cho đại hạ. Còn ví dụ tóc hiện thời nó là tông 3 đi, khách muốn nhuộm màu 8.66 thì lấy cái gì? 0.00 cộng với oxy 9% cộng với lại 0.45 hoặc là 0.22. Thấy chưa? Thằng này 100g, thằng này 100g. Thằng này 0.45 này ra là khoảng 20g. Thấy chưa? Thằng mới tím khoảng 5g chẳng hạn. Thấy chưa? Rồi khi cái tóc này lên khoảng tầm tầng khoảng tầm 7 thì một hồi mình lấy cái gì? Mình lấy 9.6 mà nhuộm hoặc là 8.6. Thật sự thằng 8.6 với thằng 9.6 nó không phân biệt nhiều. Nó chỉ có ửng đỏ lên thôi. Giống cái màu vàng á, khi chị lên tới tông 9 với tông 10 là khó phân biệt lắm. Tông 8 với tông 9 có thể là phân biệt được nha, tại hàng đồng vàng với hàng vàng có thể phân biệt được, nhưng mà hàng 9 với hàng 10 là khó phân biệt. Thấy chưa? Giống như cái tông hàng 6 với hàng 7 thì cũng khó phân biệt lắm. Vậy đa số mà tôi nói nhiều nhất anh chị nhuộm hàng đỏ tím này nó nằm ở tông 7. 6 và 7 là nhiều. 8 rất là ít. Thấy chưa? 8 là 866 hay 862 là gần như mít đỏ luôn rồi. Hiểu không? Ví dụ từ đó anh chị, ví dụ cái tóc hiện thời anh chị hình nó lên thành tông 5 rồi đi. Đó, anh muốn nhuộm màu 7.66. Thì anh chị lấy 8.66 này cộng với mít đỏ, thằng này 100%, thằng này 50%, đỏ nhiều thiệt là nhiều vô thì nó giống như vậy luôn. Được chưa? Nên cái thằng mít đỏ này nó tăng cường ánh sắc đỏ rất là nhiều luôn, và chị hiểu lầm nó là độ sáng nhưng nó là chỉ là màu sắc thôi. Ơ anh chị hiểu cái vấn đề cái màu đỏ này nó khác với mấy cái kia ở một chỗ là mít đỏ vô, mít đỏ vô nó sẽ tăng màu đỏ lên, mà tăng màu đỏ lên anh chị tưởng là tăng độ sáng, nhưng mà móc nó trôi ra nó sẽ trôi thành vẫn là trôi thành tông 6, tông 7 chứ không phải là tông gà sáng trưng đâu. Không? Nên anh chị phải làm gì? Anh chị phải làm nền đỏ tím. Ví dụ mà tím đỏ cũng vậy, tóc hiện thời nó là tông 4 đi, khách muốn nhuộm màu 7.26 tím đỏ à, thì tím đỏ này nó khó xíu nha, thì lúc này anh chị làm phải tông phải thành tông 8 mới được, tại vì màu số 1, số 2 sẽ làm lên cao hơn một tông của hai tông nha. Thì nói gì? 0.000 cộng với oxy 9% nha, cộng với lại mít tím là 0.22, thằng này 100%, mít tím 20%, hàng trăm oxy là 1.1 luôn. Yeah. Rồi xả sạch hết cái tóc này lên trong 7 hoặc trong 8 đúng không? Đó, thì lúc này trong 7 trong 8 này tại sao khi cái hàng tím chưa? Mà khi nhuộm màu vô nó đều bị sậm cái nền xuống, nó bị tối cái nền xuống. Nên khi hàng số 1 cái nền khói vàng tím á, anh chị bắt buộc anh chị phải đưa cái nền cao hơn 1 tông tới 2 tông. Để anh chị đè xuống thì nó vừa. Yeah. Rồi lấy nhiều 7.26 này cộng với là 0.22. Tại sao này 2 này là màu chính mà. Nha, thằng này 100g. Nha, 0.22 này là bao nhiêu? 20g. Nha, rồi tím có khói là cộng 20g mới khói vô.
được chưa? Cậu muốn kiếm tung hoài cậu mà lưu vô. Tôi đang chỉ chia sẻ về cái hướng để anh chị mở ra nhiều công thức, chứ tôi không dạy công thức nha. Và từ cái đó anh chị cũng sẽ phát triển lên ra nhiều công thức khác. Đấy nha, chứ không phải là màu đó cộng màu đó là ra như vậy là xong. Có thể là tung ra là màu đỏ tím ánh khói thì sao, hay đỏ tím ánh trung hòa thì sao, được chưa? Hay là tôi làm cái gì cái màu tím đỏ ánh hồng thì sao, hay tôi làm tím đỏ cái màu phản chiếu hồng thì sao, hoặc tôi làm những màu mít đỏ là sao, ok không? Rồi từ đó mọi người sẽ làm, thì đây là cơ sở thôi, anh chị sẽ phân ra nhiều cái hết không. Chúc anh chị thành công.